Hello, xin chào các bạn. Thì video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy mài sử dụng đường kính đá 1/25 của hãng Unica, sử dụng bình hơi khí nén với mã sản phẩm là IG-5L nha các bạn. Thì như các bạn thấy thì đầu tiên đây là phần hộp của con máy, thì mình có bỏ ra sẵn cho các bạn đỡ tốn thời gian của các bạn nha các bạn. Đây là phần hộp, đây logo Unica Đài Loan nha các bạn. Mã sản phẩm IG-5L, đây trên máy đây. Khá là chất lượng. Và tiếp bên cạnh đó thì phần kiện đi tèm đi kèm theo với máy thì có một cái hai cái mở có đá và một cái tay cầm phụ như các bạn, và một cái catalog và một cái hướng dẫn sử dụng. Thì cái catalog này thì hướng dẫn rất là chi tiết về những cái phụ tùng nha các bạn. Đây, về những cái linh kiện của máy đây, có thông số, có số sẵn các bạn xem đây, và rất là dễ dàng mua và tháo lắp để sửa chữa máy nha các bạn. Rồi, bên cạnh đó thì đây là nhân vật chính của chúng ta. Thì con máy này thì khá là chất lượng nha các bạn, khá là nhỏ gọn, sử dụng đường kính đá 1/25 với mã sản phẩm là IG-5L. Phần vỏ thì được thiết kế bằng hộp kim nhôm khá là chắc chắn, rất là bền. Với cái độ nhôm của hộp kim nhôm thì nó tản nhiệt rất là tốt, giúp cho con máy chúng ta hoạt động rất là mạnh mẽ. Và bên cạnh đó thì đây là cái bộ phận ốp chắc đá nha các bạn. Đây là bộ phận ốp chắc đá. Phần bộ phận này là bộ phận để chụp gắn đá nha các bạn, và có hai cái phụ kiện để chúng ta mở khóa đá. Bên cạnh đó phần tem thì có logo được in nhập nổi Unica luôn nha các bạn, khá là đẹp. Và mã máy với logo được in hai bên luôn nha các bạn. Đấy, rất là chất lượng. Và chi tiết trên phần thân máy thì được gia công rất là tỉ mỉ. Với phần công tắc thì phần công tắc này thì công tắc bóp nha các bạn, công tắc bóp. Và có cái khóa an toàn. Đấy, khá là chất lượng. Và bên cạnh đó thì phần đuôi, thì phần đuôi thì có phần để gắn hơi vào 1/4 nha các bạn. Lượng khí tiêu thụ của nó thì con máy này thì từ 9.44 lít trên giây nha các bạn. Và cái vòng quay cực đại của con máy này thì nó lên tới 11.000 vòng trên 1 phút, khá là mạnh mẽ nha các bạn. Trọng lượng thì khá là nhẹ, 1.8, rất là dễ dàng sử dụng và thường sử dụng cho thợ gia công cơ khí hoặc trong công trình lớn nhỏ đều được, vân vân. Thì mình cũng vừa review sơ cho các bạn một con máy mài gốc 1/25 sử dụng bằng hơi khí nén của hãng Unica với mã sản phẩm là IG-5L. Thì nếu các bạn có thắc mắc hay muốn tư vấn thêm về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay thì hãy một like, một subscribe, cùng các động lực review những sản phẩm như này khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.